Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Hôm nay là 1 tháng 11 2023, mình đang ở gần ở chỗ nhà mình, nhà mới đó, ở đó đây là người nổi tiếng Krista kebab rú lạ, gà coi như cái này là gà quý vị, xít liền kebab rất là ngon. Ông này là ông nổi tiếng, bán 79 đồng ở xít local, chợ rất là ngon. Đây là Lalo bé mập với cậu ấm rất thích ăn cái bánh này, nhà ấy cũng được đó. Ông tên là Krista Yeah. Ông này rất là nổi tiếng, ông ra nhiều sản phẩm cho các chợ lớn. Và hôm nay ông làm sản phẩm bán tại chợ Ship Local ở gần nhà mình trong đầu năm mới. Nhưng mà 16 tháng 12 là mình đã hiện ở đại diện ở trong cái nhà đó, rất là ngon. Bữa nay mình diễn tải cho quý vị. Còn đây là Red Bull này quý vị, đây. Cái này là phé rổn Winter nè, ngon lắm. Cái này là ông nói quý vị, quý vị hãy cho thêm năng lượng vào. Đó, này là Winter Ferron Smoke, uống nước lê. Đây, Winter Ferron Smoke. Cái này là uống vô mùi lê. Cái này là Red Bull. Đấy, con bò đỏ. Con bò này cũng là đỏ thiệt, mà đỏ này là đỏ xanh. Đó, cái này là cái chương trình cũ. Cái này khác. Cái này là làm cho cơ thể và con mắt sáng trưng. Uống vô là tỉnh táo. Đó, mình làm cho cơ thể mình nó tăng năng lượng. Đó, cái này là mới này quý vị, 2 lon 40, rất là ngon. Trân trọng kính mời quý vị đến để cây xăng Ship Local hưởng thụ. Đó, chương trình rất là ngon. Quý vị có mua 79 đồng buổi trưa ăn và có nước đầy đủ và hưởng thụ, mình cũng vậy. Đó, mình có tiền để mà mấy chục đô để mình hưởng thụ ở cây xăng Local. Đây, đầu xe này là xe của Pháp quý vị. Cậu ấm rất thích cái chiếc này. Người bà con ở New Star Sài Gòn thích mình mua cái chiếc này của Pháp. Siron, chiếc này ngon. Đó. Chiếc này bự lắm, rất là ngon. Đây, là xe ông này là xe đi làm. Đó, quý vị thấy không? Người đi làm. Đó, chiếc xe này là xe Toyota. Đó. Đây, chiếc này rất là bự này quý vị. Đó, của Pháp rất là ngon. Xe này gia đình đi rất là tuyệt vời. Đó. Bây giờ là mình đây. Còn chiếc này cũng ngon nữa nè. Chiếc này bự à. Dạ. Chiếc này là quốc gia nè. Chiếc này cũng ngon nữa. Màu này là màu mới nè quý vị. Dạ, chiếc đó là chiếc bự á. Đó, cậu ấm cũng thích chiếc đó. Chiếc đó ngồi xây ngon lắm. Rồi phát mới ra đó. Còn này là màu sơn mới. Metallic này quý vị. Chiếc này cũng ngon lắm. Cura đây. Đây ngồi là xe của gia đình A Huy Hoàng Gia. Đó. Con này là con... đây, chiếc này cô có tiền điểm. Chiếc này cũng giá tiền cao nữa đó. Xin cảm ơn quý vị nghe. Đây là cây xăng Lico Ship Local ở gần nhà mình. Và tương lai là mình sẽ đó, nhà mình nè. Quý vị thấy không, mình đứng ở đây quay. Đó là khu nhà mới. Ní giả biết hả? Dạ. Alo. Alaska Flick ở Ní giả. Dạ đem Yadori Position. Chị có phía hả? Bắt không đà. Đó, quý vị thấy cái nhà cao đó là của mình đó. Đó, rất là đẹp. Từ cây xăng Ship Local mình ly là tới nhà mình. Đó quý vị, hôm nay là chương trình nắng ấm đẹp trời. Và thời tiết cho phép mình đi chợ ly mua nhiều đồ ăn ngon. Vâng, ở bên này là coi như là bánh mì bán cũng có nè. Chiếc xe đó là xe Ship Gold. Đó, bên này có nhà hàng của... Chúng ta cho bà nó chạy. Hello. Dạ. Rồi xong. Hai. Xe cũng đẹp, đây là chiếc xăng. Đó, quý vị thấy đẹp không? Rửa xe đây rất là tuyệt vời. Còn cái đó là khách sạn này quý vị. Rửa này nè, khách sạn này không? Nhà mình bên này. Biết rồi. Nắng đẹp xong quay, đây. Đó, khách sạn đẹp không? Quý vị, khách sạn này là khách sạn nổi tiếng nè. Ở bên này là khách sạn, bên kia là nhà mình. Đó, sao chợ ly. Rồi, cảm ơn quý vị nghe. Quý vị thấy quý vị đi chiếc xe số 4. Đến Nora Ferreira. Đó, ở đây là bên xin chào quý vị. Bên này là Hamburger King. Coi như bánh mì nướng Mỹ của Hoàng Gia với là McDonald's. Và ở đây là con đường ăn uống rất là tuyệt vời. Street food, con đường ăn uống đây là có phở chào bạn đồ đầy đủ, pizza cá bập Dona, quý vị đến để mà ủng hộ. Ở đây cây xăng rất là tấp nập quý vị thấy không? Đây là rất là tấp nập trên đường xa lộ đi
về Nova luôn và đi khắp nơi, đi Helsinki đồ rất là tuyệt vời. Nên xe ra nườm nượp giờ này là 11 giờ rưỡi trưa tại Thụy Điển, giờ này là giờ mùa đông, cách Việt Nam 6 tiếng đồng hồ. Nếu quý vị muốn điện đến Thụy Điển thì từ 6 giờ sáng là 12 giờ ở Việt Nam. Và xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị trong mùa nắng nóng tuyệt vời đây. Mình đi ngang qua đây, mình đậu xe ở đây mà mình thấy ông này ổng quảng cáo người bạn thân thương của mình. Mình đã làm chương trình người nổi tiếng rồi. Từ Âu xa xứ gửi lời thăm quý vị. Đây là chiếc xe của Đức Âu đây, còn đây là chiếc xe của Thụy Điển. Volvo. Còn bên kia là Anh Pháp. Dạ, rất là tuyệt vời. Đây là cái xe Nico thân thương của mình, tương lai là mình đóng đô ở đây. Dạ. Rồi gia đình của Hoàng gia ở đó đó, cái nhà cao như đó là của mình đó. Ngôi nhà đó rất là đẹp. Mình sẽ đưa lên chương trình rất là tuyệt vời. Xin chào và cảm ơn quý vị. Chúc quý vị vui tươi, nếu quý vị cảm thấy vui. Hôm nay là đầu tháng 11, 2023, còn vài tháng nữa là đến Noel và Tết. Chào quý vị và kính chúc quý vị vui tươi để hưởng chuẩn bị mùa Noel và Tết năm 2024. Tương lai đầy rực rỡ và sáng chói. Xin chào. Không quên cảm ơn comment cũng như là subscribe cho AV Hoàng Gia gần 300 vị. Xin chào. Cảm ơn. Xin chào quý vị nhà chung sung sướng hôm nay. Một tây tháng 11, 2023, mình rất là vui khi đưa đón cỏ ấm tới đây ăn. Cỏ ấm đã mua chiếc kìa nước kìa cho mình, chỉ cục quý vị ngon quá. Đó, quý vị hấp dẫn không? Đó, quá ngon nè quý vị. Có nước Bona của cờ Thụy Điển nè. Đó, quý vị hấp dẫn không? Đó, đó, quá ngon. Nước hạnh phúc. Đó, Madonna Curry nè quý vị, quá ngon nè. Đó, cỏ ấm quay giùm nè. Cỏ ấm đã khoa tay nè, Madonna ngon nữa nè. Đó, mà cảm nhau. Để đây, xong. Quá ngon, quá ngon, quá tuyệt vời, tuyệt vời. Còn gì nữa ai à? Trời ơi, còn gì nữa? Là lô bay mập trứng cá ở đây, quá quá chân hiệt của ấm. Chưa, nè, tặng cho má của ấm nè. Đứa con Hiếu Thảo nè, cho bánh nè. Đó, để đây nha. Trời ơi, như vậy là đứa con Hiếu Thảo mời cha mẹ gì cho má nha. Quá, quá nhiều quá quý vị ơi. Chu choà ngon quá, ngon quá. Ép lẻ, ép lẻ. Và wow, trà bom ngon quá. Bánh này là như bánh chú chiên của mình đây. Quá ngon quý vị ơi. Đúng là đời cho mình bao nhiêu mình hưởng bao nhiêu. Đây quý vị, tuyệt vời. Rồi sẵn đây của ấm có mua thêm hai cái này nữa. Quý vị qua nè, khóa này kim phít. Không khá vua. Đó, quá ngon, quá ngon. Đây, mời cậu ấm ăn đi. Này, giòn lắm quý vị. Snippet. À, cậu ấm ăn thịt quý vị ơi. Cái này dành cho người mẹ thân thương. Giống nhau. À, đúng rồi. Cây, nhưng mà cây. Đây, quý vị có cậu này, cái snippet chicken này quý vị. Cái này là một cá cay, cá không cay. Quá ngon này quý vị. Trời ơi, nó ngon ghê. Nè, cậu ấm ăn này phải không? Đó, quá ngon. Mời. Đây, xin cảm ơn quý vị lắng nghe và chia sẻ. Bây giờ bắt đầu tháng 11, ngon quá. Rất là ngon. Cái này dành cho Lalo bé mập. Đó, làm cho tất cả mọi người cùng chung hưởng. Cô có dùng không? Thôi, ấy. Rồi, vậy xin mời quý vị mà làm chương trình luôn nha. Rất là ngon, xin mời quý vị miếng thịt chiên ngon lắm. Rồi, wow, cảm ơn quả ấm. Quá ngon, nếu quý vị thích vui, chia sẻ và lan tỏa cũng như quý vị thích thì đến McDonald's Hamburger ở luôn gần đại học. Rất là ngon, trên đường đi Nova luôn. Rồi chúc quý vị vui tươi ngày 1 tháng 11, 2023. Ngày nắng ấm đẹp trời trên dưới 10 độ. Xin chào, cảm ơn quý vị. Không. Xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Bữa nay đúng là mặt trời trắng xói, là chói sáng trắng xói. À, mặt trời bữa nay là hàng ngày 1 tây tháng 11, 2023. Bên sau này được ăn hâm cửa, cậu ấm đãi với là đồ bé mập. Cậu ấm đi qua bên đó mua bánh cho mình ăn. Là lô bé mập ăn một cái rồi, bây giờ mình chơi thêm một cái, mình ăn cá rồi, chơi thêm một cái nữa. Cho lô bé mập hồi nãy mình giới thiệu quý vị bốn cái mà quên ăn. Nè quý vị, giòn ngon lắm. Bây giờ mình đưa đứng dưới cái lần nhà nướng của Hoàng Gia, quên như Hamburger King. Yeah. Bánh rất ngon, xin mời quý vị. Nắng đẹp, còn chúc quý vị hưởng trọn năm 2023 sắp tới. Hết rồi, còn có 2 tháng, đúng rồi, 1, 2 là... 2023 sẽ ra đi. Ngon. Bánh này bánh bom, rất ngon giòn quý vị. Bên trong này bom ngon lắm. Coi như là cậu ấm mua 4 cái, ta lô má mập 1 cái, ấm cái còn mình 2 cái. Ngon. Mình 2 cái mình chúc nghiêng à. Ở này mới đúng nè. Vâng.
Quý vị thấy nó ăn xăng không? Ngày 23 tháng 11 ngày 1 Tây, coi như hồi 11 giờ 34 mà đến 54 mới được giờ chính cờ lo. Rút bắt đầu làm cờ lo là xong rồi, 20 phút bỏ vô chiên. Sau đó nếu mà còn hơn 1 tiếng đồng hồ là đem đi dục quý vị. Ở đây cái chân xăng nó không còn ngon nữa, nên là mình ăn phải ăn đúng thời giờ nó mới ngon, nó giòn, nó tuyệt vời, nó nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thôi mời quý vị. Cái cây này cây con. Cây này cây Noel, quý vị thấy xanh lè đẹp không? Đẹp quá. Quá đẹp, quá đẹp. Là bữa nay mới vừa làm đây. Đây, mà bữa nay là chuẩn bị vô mùa thật. Có dạ. Dạ, tất cả nhà cửa đều bắt đầu trưng bày mùa Noel. Ở đây người ta ăn Noel tới 2 tháng quý vị. Dạ, ăn Tết luôn. Hôm nay là coi như che lại cho nó đẹp đẽ, sạch sẽ, giữ hơn nước. Wow, xin mời quý vị nghe không? Wow, cô la lô với mập. Cho qua tôi chứ cô. À, chúc quý vị chuẩn bị Noel vui vẻ. Cây này rất là đẹp nè quý vị. Nó cao vút lên nè quý vị, nó xanh nè, đẹp nè. Đúng. Lúc sinh lúc đứng đạo đình. Em xin đứng một mình vẫn xinh. Xin cảm ơn quý vị, đây là cây xanh đẹp. Dạ, ai nó cũng đẹp, cô la lô với mập luôn đẹp. Vì nó đẹp là nó lên đèo, nó thẳng. Quý vị thấy không? Nó giống cây đại thọ thiệt đẹp vậy đó. Dễ gì trồng được một cây thế này. Và đây một cây nữa quý vị. Cây này còn đẹp nữa. Cây này ung tùm xung xê, giống một bụi đó, hai cây rất là đẹp. Wow, công nhận. Người ta trồng cây con quá đẹp quý vị ơi. Nó ung tùm không biết bao nhiêu nhánh mà đẹp lắm. Wow. Trúc bá tùng xanh đây. Quá đẹp, quá đẹp, xanh. Đúng là trúc bá tùng xanh. Không, cái này không biết người ta lượm ở đâu mà cái cỏ này quá đẹp. Wow. Công nhận người ta há là nhặt ở đâu quá đẹp quá. Mà nó cứng cốt với thời gian đó quý vị. Nó qua khỏi mùa đông rất là đẹp, che nắng, che mưa. Rồi xin cảm ơn quý vị. Rất là tuyệt vời. Đây là Hamburger King, quá tuyệt vời. Mắt nó nà. Sản nguyên ăn bánh Hamburger King. Đó là coi như bánh hoàng gia. À, taco CC I love lover. Wow, cô ra lô mà thích quá, xe Volvo đậu gần xe của A Huy Hoàng Gia đã. Quá đẹp. Wow. Chào quý vị, đây cái con này nè. Vừa là cô quay mà cô quay không rõ. Trời ơi, ở đây nó bự nè. Cô quay không có rõ. Con này là đúng là cái con nè. Cô quay giùm tôi nè, nó rõ nè. Thì rồi tôi nhờ con bồ kẹp. Con bồ kẹp. Quý vị thấy không? Hiểu con bồ kẹp. Hiểu con bồ kẹp, mình cũng con bồ kẹp nè. Ở bên con cái đuôi qua bên kia, con này con đuôi bên này. Đó, hiệu xe con bồ kẹp quý vị rất là tuyệt vời. Dạ, xin cảm ơn quý vị, đây là Euro. Chiếc này chạy rất đẹp, màu sơn cũng đẹp nữa. Và chiếc này rất là tiện lợi cho quý vị. Chiếc này sẽ đem bánh đến nhà quý vị. Nè, nó viền trắng đẹp không? Wow. Wow, qua ở dưới này nè. Ồ, còn đẹp nữa. Ôi, một cục thiệt bự. Quá đẹp. À, cái con đẹp quá. Quá đẹp quý vị ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Chiếc xe làm đẹp quá. Chắc tôi này đi, chắc tôi này đi. Ôi, ơi. Con là làm như là con gì anh? Dạ. Chiếc xe làm đẹp quá quý vị. Cái phọt á. Làm cái bánh. Xin cảm ơn quý vị, đây là công ty Xuân Quay đưa bánh. Đó, cả bánh này rất là ngon. Bánh mỗi ngày, mỗi món ngon lắm. 40 đồng, 4 đô, nhưng mà nếu quý vị quên đến app thì hạ còn 39. À quên, hình như là còn mấy? 39 đồng. Nhưng mà đúng bữa giá chưa? Của nó, đúng giá của nó bao nhiêu? Wow. 70. Ok, giá nó 70. Nè, cái đó cho quý vị coi thử mình có giá đâu. Không, này coi rồi. Đây là rồi nè, trời ơi trời. Không có ai bắn rồi, làm ở sao rồi. Quý vị, Super Wide of the Day, ngày mỗi ngày nè, 45 đồng, 15cm quý vị. Original Fritz giá chính gốc. Còn nếu quý vị mua app ấy, thì Super Wide up lên thì 439 đồng. Wow, nó có các con, các gà lôi, có thịt bò, có đủ thứ, thịt chiên.
Cảm ơn quý vị, mỗi ngày quý vị đến đây để ăn đậu. Đây là sao lộ đi nó qua luôn quá thì bầu. Ôi. Bữa nay mặt trời xanh lè bắt đầu. Trời lạnh nè. Wow, đây lạnh nè. Wow, lạnh quá. Tôi nhận ở đây sao lạnh nè. Bữa nào mình vô ăn Google kia gì đây? Google 61 nè nè. Tôi có bán ở trong á. Có mấu. Quá đẹp. Quý vị thấy vô thì điểm một.